xin chào mọi người, bây giờ thì Nu về mới quay TikTok xong này. Nu sẽ đi dựa mặt để chuyện tiếp sang nhân vật khác nhau mọi người. Nu sẽ dựa mặt bằng cái này nha mọi người. Cô mời mọi người theo dõi Nu. Ok, bây giờ Nu sẽ đi dựa mặt nha, đi nào. Trước tiên thì Nu sẽ làm ướp mặt nha mọi người. Ok. Đây. Làm ướp này. Xong, trà lên nha mọi người. Đó. Nu đã rửa mặt xong, Nu sẽ lau khô mặt để chuẩn bị cho bước tiếp theo nha mọi người. Đây, đây chính là cái bôi băm ngày mọi người. Do là nó hơi bị dính cho nên Nu dùng trong cái này thôi nha. Ui, đẹp lắm mọi người ạ. Cái này thì nó vừa giúp cho da mặt của mình không mụn này, không nám này. Xong có rất là nhiều cái lợi ích, mình không cần phải bôi phấn mọi người. Mình thấy khi Nu bôi xong bên má này chứ. Ui, Nu bôi như này đã trắng rồi, Nu mà còn bôi thêm kem chống nắng nữa là ơ luôn. Còn cái này là cái bôi, cái này là cái bôi ban đêm nha mọi người. Mọi người đi ngủ thì mọi người rửa mặt xong như này màu mặt. Còn Nu thì không quan Nu nào rồi. Mọi người, đây là kem chống nắng, Nu sẽ bôi thêm một lớp kem chống nắng vào nha mọi người. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nếu như mà mọi người ai quan tâm, ai muốn sử dụng thì mọi người hãy liên hệ cho Nu nha. Rất là ok luôn á. Kem chống nắng nha mọi người, nếu như mà ai muốn mua kem chống nắng thì mọi người hãy liên hệ cho Nu. Lệ Nu giới thiệu cho mọi người hoặc là Nu bán cho mọi người nha mọi người. Rất là khô mọi người, yên tâm nha, nó không ướt đâu mọi người. Và nó không chân này, hay là không ướt. Mọi người nhìn thấy mặt Nu ấy, tay Nu chưa? Thêm chút tóc mày. Ok mọi người, nhớ theo dõi video của Nu nha, Nu đang quay. Bây giờ Nu sẽ chuyển sang một nhân vật khác để Nu khoai mọi người. Nu còn chưa giới thiệu sản phẩm nữa mà. Với lại cái lúc này Nu diện mặt đấy mọi người. Nếu như mà ai thích thì mọi người có thể liên hệ cho Nu. Mọi người có thể liên hệ cho Nu để Nu bán cho mọi người nha. Rất là ok luôn. Hello, xin chào mọi người. Đây là khuôn mặt của Nu khi Nu đã bôi kem chống nắng này với lại cái này. Nếu như mà mọi người ai muốn mua thì mọi người hãy liên hệ cho Nu nha. Nu quay vào cam thường thôi mọi người. Nhưng mà Nu bôi vào thì da nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Còn cái này là cái băng đen. Nếu như mà mọi người ai ưng thì mọi người có thể liên hệ cho Nu nha. Còn clip của Nu thì xin khép lại tại đây. Bye bye mọi người.